Dạ, và tiếp theo chương trình xin mời bà con cô bác cùng gặp gỡ chị Trúc Đoan ạ. À. Dạ em xin mời chị Đoan. Dạ. Ở dưới là có những chị khán giả rất là quen thuộc luôn, tuần nào cũng thấy các anh ngồi hàng ghế đầu rất là dễ thương. Dạ chào chị Đoan. À, dạ. Chị đến từ đâu chị Đoan? Tới Cần Giuộc lắm anh. Là nãy đi chung với lại cũng mấy người bạn hả chị? Dạ, là cũng ở dưới cũng đi giao lưu cũng nhiều nơi phải không? Đi hát cho vui. Dạ, mà vui không chị? Hát vui không? Thì vui cái đi hát. Dạ, hôm nay là lần thứ mấy chị đến giao lưu với hội quán Hoa Sao Biệt Vườn vậy chị? Lần đầu tiên. Dạ, lần đầu tiên đến mà thấy hội quán vui, mà thấy ở đây hôm nay đàn thì có Ngọc Thịnh với lại Minh Trung, mà các bạn đàn hay mà âm thanh nghe hay đó, rồi hội quán phục vụ tốt, nhớ về quảng cáo giùm em nha. Dạ, để cho bà con cô bác ở dưới Cần Giuộc lên đây giao lưu. Dạ rồi, bây giờ chị hát cổ hả? Dạ rồi, mời chị nha. Dạ. Đó, bạn phát cho nha, chị cho. Dạ. Nay cũng là tháng 7 Vu Lan, xin mọi người lắng nghe bài Đứa Con Diễn Sớm đi. Xin subscribe.
Dạ, xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn chị.